Các bạn có nghe âm thanh của quán không? Hiện tại quán rất là đông khách nha. Nhưng để vì quyền riêng tư cá nhân mình không thể quay người ta được. Quán này rất là nổi tiếng. Hiện tại thì khách nước ngoài ăn ở quán rất là nhiều. Mà người Việt Nam của mình lại không có biết cái quán này.